Cha đen khi hồng toàn gia ngộ hồng con xin quy vận văn tăng dòng đường tu hành lùng độ xin cho con đặng thành phần quả để lên chúng sanh. Cha đen khi hồng toàn gia ngộ hồng con xin quy vận văn tăng dòng đường tu hành lùng độ xin cho con đặng thành phần quả để lên chúng sanh. Cha đen khi hồng toàn gia ngộ con xin quy vâng văn tăng dòng đường tu hành lùng độ xin cho con đặng thành phần quả để lên chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh được hưởng an lạc cùng cả cội nguồn an lạc. Cầu cho tất cả chúng sanh được hẹn cõi đau cùng cả cội nguồn khổ đau. Cầu cho tất cả chúng sanh chẳng lìa an lạc và mãi lìa đau khổ. Cầu cho tất cả chúng sanh đều an trụ trong bình đẳng tánh trí và giới mọi tham sân si. Khi ngộ tu viên na lăng đà ngài cam tu bằng cùng bồng tôn khi tôn giả trụng thiên kinh luận ngài từ từ bay lên hư không con xin thành tâm kính lễ ngài bằng đạo sư vinh quang vĩ đại tên ngài là Phạm Sư Tịnh Thiện. Đại địa này nằm ngang tâm kênh muôn hoa đêm đêm tôi ca nuôi tu di tư thiền bồ châu cùng nhận nguyện nay con xin cùng dựng lên vô lượng chư phật nguyện cho chúng sanh đa hương tình đạo quốc hi tâm cô ru lần nam an lam ni yo do yo mi hi tâm cô ru lần nam an lam ni yo do yo mi hi tâm cô ru lần nam an lam ni yo do yo mi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chương 6 phần 3 của Bộ Luận Nhập Bồ Tát Hạnh do Ngài Thích Thiện Sanditthava biên soạn và được Thầy Tutsulku Rinpoche giảng vào ngày 13 tháng 8 năm 2022 cho Thiền đường Karuna Meditation Center tại Aarhus và Thầy giảng trên Zoom. Sau đây khi nghe 3 tiếng chuông thì chúng ta sẽ bắt đầu vào giờ giảng. Xin chào mọi người. Tôi nghĩ là chúng ta nên ra một cái quy luật vì sự làm biếng của tôi là mọi người có thể nhắc nhở tôi trước một ngày là có giờ giảng vì trường hợp này vô vọng vì không nên để nhiều người chờ mình đến giảng pháp như vậy. Vậy thì tôi sẽ tích góp thêm nhiều bất thiện nghiệp cho tính tôi hơn. Rất cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ tôi và cũng cảm ơn Luân và Liên vì nếu như ở những trung tâm khác thì đến thời điểm bây giờ sẽ không còn tiếp tục bộ luận này nữa đâu. Chị Sương hỏi, tại sao thưa thầy? Thầy nói, tại vì tôi là người đãng trí hay quên. Hồi nãy á, tôi đang làm bánh kép penne cho con của tôi đó. Ok, việc đầu tiên nhất là những ai đã tham gia Pháp hội Sắc Gia Mun Lâm ở Paris vậy? Luân nói, dạ có con, Liên, chị Nga và chị Dung. Thầy nói, vậy ai là người nhìn thấy Ngài Sắc Gia Trisin lần đầu tiên? Luân nói, chúng con ai cũng là lần đầu tiên diện kiến Ngài hết. Chúng con nhìn thấy hết các vị từ 41 đến 44 luôn. Thầy nói, vậy sao? Ngài Sắc Gia Trisin thứ 41 rất đặc biệt. Tiền thân của Ngài là một đạo sư lỗi lạc của phái Nhiên Ma. Vào thời điểm Ngài tịch, Ngài đã để lại một di thư. Trong di thư đó, Ngài nói về thời quá khứ mà Ngài Liên Hoa Sanh Padmasambhava ngụ tại Tây Tạng và Ngài cũng ở tại đó. Ngài là một trong những đệ tử của Ngài Liên Hoa Sanh. Ngài nói về thời quá khứ, Ngài là một trong năm vị tổ của hệ phái Sắc Gia, là Ngài Trukun Sukya Pakpa từ năm 1235 đến năm 1280. Và Ngài cho biết trong rất nhiều thế kỷ qua, Ngài đã từng tái sanh lại thành những bậc đạo sư vĩ đại và trong thời điểm ở tiền thân của Ngài là bậc đạo sư của phái Nhiên Ma.
Ngài đang chuẩn bị tịch. Thì vào thời gian đó, hệ phái Sắc Gia đang rơi vào tình trạng nguy hiểm vì cha của Ngài Pháp Vương Sắc Gia Trisin 41 hiện tại, tức là Ngài Pháp Vương Sắc Gia Trisin thứ 40 đã 50 tuổi rồi mà vẫn chưa có một người con trai. Thời bấy giờ, các vị hệ phái Sắc Gia đã rất cố gắng làm đủ mọi cách hành hương đến Ấn Độ để cầu có con trai, nhưng vẫn không được. Thì trong thời điểm đó, ở một nơi rất xa của Tây Tạng, có một vị đạo sư phái Nhiên Ma đang chuẩn bị tịch. Và vị đạo sư phái Nhiên Ma viết trong di thư là: vì duyên nghiệp và với lời nguyện ở tiền kiếp, đồng thời vì sự khẩn nguyện của chư đạo sư phái Sắc Gia và chư hộ pháp, nên đã đến lúc ta phải thị tịch. Nhưng ta sẽ quyết định khi nào mình rời bỏ xác thân này. Vậy nên ta sẽ tịch vào ngày mùng 10 và ta sẽ tái sanh vào dòng truyền thừa của phái Sắc Gia. Vì hệ phái Sắc Gia đang trong thời kỳ nguy kịch nên cần phải được bảo vệ. Vì vậy mà ta sẽ tái sanh làm con của dòng truyền thừa. Và Ngài còn nói thêm là Ngài sẽ tái sanh vào năm con thân hay năm con dậu. Và Ngài cũng viết sự tiên tri trong di thư đời sau Ngài sẽ làm những gì, vân vân. Và theo những lời trong di thư thì chúng ta cũng thấy được Ngài đang làm gì bây giờ. Ngài nói tiếp: sau khi phụng sự cho Phật Pháp trong thời gian dài, ta sẽ tịch và sẽ sanh vào cõi tịnh độ của Guru Rinpoche Padmasambhava, tức là Ngài Liên Hoa Sanh ở núi Santok Padri, tức là núi màu hồng đỏ. Xin lỗi, là núi màu đồng đỏ. Luân hỏi: ngọn núi đó ở đâu vậy, thưa thầy? Thầy nói: núi được cho là ở gần quả địa cầu của chúng ta. Nếu như mọi người tìm hiểu về thế giới học của Phật giáo thì sẽ biết. Và Ngài cũng cho biết trong di thư, sau khi Ngài sanh vào thế giới của Ngài Liên Hoa Sanh, thì Ngài sẽ thị hiện đản sanh trong thời gian của 1.000 vị Phật ra đời ở cõi này và sẽ là người luôn nắm giữ mật pháp của 1.000 vị Phật ấy. Thì sau đó vị đạo sư Nhiên Ma tịch và mọi thứ đã xảy ra y như lời trong di thư vậy. Thì người con trai của vị đạo sư Nhiên Ma đi tìm tái sanh của cha mình đã tịch. Người con trai đã đi đến trung tâm Tây Tạng để đến vùng lãnh thổ của hệ phái Sắc Gia. Thì lúc bấy giờ, Đức Sắc Gia Trisin 41 đã được 1 tuổi rưỡi. Thì người con trai của tiền kiếp của Ngài đến gặp. Chỉ 1 tuổi rưỡi, khi gặp lại con trai của tiền thân Ngài, thì ngay lập tức Ngài có thể nói chuyện như là một người cha nói với người con vậy. Họ nói giọng miền lãnh thổ của họ mà không một ai có thể hiểu được. Nên mọi người đã được gặp một người mà theo như trong kinh thường hay nghe chư Đại Bồ Tát ở quanh gần Đức Phật, thì bây giờ mọi người đã gặp được một Bồ Tát thật sự bằng da bằng thịt đó. Mọi người hãy nên luôn tưởng nghĩ lại những giây phút mà mọi người nhìn thấy được Ngài. Ngài là một bậc rất rất là đặc biệt. Thì chúng ta đang học bộ luận Nhập Bồ Tát Hạnh, thì như cái tựa đề cho biết thì đây chính là phương pháp hành của Bồ Tát. Dĩ nhiên là có nhiều loại Bồ Tát khác nhau. Ở đây chúng ta không nói về sự chứng đắc của các vị Bồ Tát, mà ở đây chúng ta đang nói đến Bồ Tát theo cái lời nguyện và theo giới của Bồ Tát, và đó chính là chúng ta. Bồ Tát bởi nguyện lực và bởi vì vậy mà chúng ta đang trên đạo lộ, và cũng như vậy chúng ta sẽ đi trên đạo lộ nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Nếu như chúng ta nhìn vào cuộc đời của chính mình,
thì hầu như gần phân nửa thời gian chúng ta đã dùng để ngủ rồi, đúng không? Dùng thời gian để nghỉ ngơi và ngủ, rồi thì chúng ta phải ăn uống. Tôi nghĩ là khoảng chừng 10 đến 15% thời gian là để ăn rồi. Rồi thì chúng ta phải đi làm, có gia đình, bạn bè nên chúng ta cần phải nói chuyện phím, vân vân. Nếu như chúng ta thật sự nhìn lại cả đời sống này của chúng ta, nếu như chúng ta gom thời gian lại hết, thì thời gian chúng ta dành để hành trì tu tập Phật Pháp miên mật thì chỉ khoảng tầm 3 đến 4 tháng mà thôi trong suốt cuộc đời. Luân hỏi, trong một đời người hả thầy? Thầy nói, đúng rồi. Nhưng đối với người Việt thì tinh tấn hơn một chút, thì có thể nói là thời gian hành trì của một đời là tầm khoảng 1 năm vậy. Vậy thì hãy nghĩ đến khi nào, phải mất bao lâu chúng ta mới đạt thành giác ngộ đây? Tôi nói ở đây không phải là vì để làm bất cứ ai thối chí, nhưng nói ra để chúng ta tư duy về điều này, vì tôi đã từng có nghĩ qua vấn đề này và nhìn lại bản thân mình. Tôi nghĩ trong 1 năm của tôi, có thể thành thật mà nói thì tôi chỉ hành trì miên mật trong khoảng 2 đến 3 tuần trong 1 năm mà thôi. Tôi đang nói về chính mình đấy nhé. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngài Tịch Thiên Sanditeva nói, hãy cứ luôn luôn lúc nào cũng phải nguyện, đặc biệt là lúc trước khi chúng ta đi ngủ nghỉ đó. Thì hãy nghĩ lại những gì ta đã làm trong một ngày và hãy nguyện rằng có thể tinh tấn hành trì Phật Pháp một cách miên mật thật sự để làm lợi ích cho chúng hữu tình. Trong bài luận này, chúng ta đang học đến chương 6, chương của nhẫn nhục vị tha. Nhẫn nhục vị tha không nhất thiết phải là không làm tổn hại ai, đó không phải là nhẫn nhục vị tha. Nhẫn nhục vị tha là không có tâm sân tồn tại. Không chỉ là không có tâm sân mà còn phải chấp nhận những hành vi cư xử của chúng sanh đối với chính ta nữa. Cho dù họ có đối xử tốt hay xấu đối với ta đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận luôn vậy. Sau khi nghe như vậy thì chúng ta sẽ có thể đặt câu hỏi là nếu nói như vậy thì cho dù có người muốn làm tổn hại ta, ta cũng để yên cho họ tổn hại hay sao? Lý do mà chúng ta có ý nghĩ như vậy là vì chúng ta chưa sẵn sàng cho nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta chưa sẵn sàng, đó chỉ là chúng ta thấy rằng chúng ta quá bám chấp vào cuộc đời này. Chúng ta còn chấp vào thắng thua, nhưng chúng ta phải biết rằng những ai muốn làm hại ta và chúng ta muốn ngăn họ lại thì chúng ta hãy nên ngăn họ. Nhưng phải nhận biết rằng đây không phải là nhẫn nhục thật sự. Khi một ai yếu thế và tổn hại ta thì chúng ta thương hại tội nghiệp họ, vậy là ta nhẫn nhục vị tha. Đây không phải là nhẫn nhục vị tha thật sự. Chúng ta đang nói đến Bồ Tát đang nôn nóng, gấp rút tập trung lại một điểm chính là đạt được trí tuệ và giác ngộ. Nên điều quan trọng nhất của Bồ Tát cần quan tâm đến là sự thanh tịnh hóa của tâm mình. Nên không có gì quan trọng hơn là tịnh hóa chính tâm của mình và tâm của người khác. Và bằng cách đó Bồ Tát có nhẫn nhục vị tha. Và thế nữa, Bồ Tát phải nên hiểu lý do tại sao chúng hữu tình lại tổn hại lẫn nhau. Bồ Tát hiểu rằng chúng sanh hãm hại lẫn nhau cũng bởi vì tâm sân hận. Chúng sanh sân hận vì không được như ý. Họ không được như ý là vì có những thứ mà họ muốn và những thứ mà họ không muốn. Ngài Tịch Thiên Sanditeva nói, nếu như thật sự chúng ta muốn nổi sân, thì hãy nổi sân đối với cảm xúc của chúng sanh, chứ đừng nổi sân với chúng sanh ấy. Tại vì chúng sanh ấy không có sức mạnh, không có tự chủ được cái cảm xúc của chính họ. Thì sau đó chúng ta lại nghĩ rằng, nếu như vậy thì ta hãy nên nổi sân với sân hận của chúng sanh.
Thì Ngài Tịch Thiên lại nói rằng, điều đó cũng không đúng, vì sân hận tự nó đến từ nhân và duyên. Vì nhân và duyên sinh ra, vì sân hận không có tự nghĩ là hôm nay ta sẽ hiện diện ở người này, và người này cũng không nghĩ là sẽ mang sân hận đến cho chính mình. Nên tất cả những thứ này đều là hội tụ từ nhân và duyên, không có một sự tự do nào hết. Thân phụ thuộc vào tâm, tâm phụ thuộc vào thân. Con người phụ thuộc vào thế giới này phụ thuộc vào con người. Cảm xúc phụ thuộc vào nhân duyên, hành động phụ thuộc vào cảm xúc, vân vân. Tất cả đều có sự kết nối, lệ thuộc lẫn nhau như vậy đó. Nên chúng ta không thể nào tách rời một thứ ra và nói đây là nhân, đây là thủ phạm nè. Ngài Tịch Thiên nói, theo cách này thì tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh, tất cả đều hợp tác cùng nhau và phụ thuộc vào nhau. Và các khoảnh khắc kế tiếp thì sẽ biến mất. Thì đây là những gì mà Ngài Tịch Thiên đang nói ở câu thứ 31. Chúng ta có đọc đến câu này chưa? Thôi không sao, chúng ta hãy đọc lại vậy. Câu 31. Như vậy mọi sự vật đều sinh từ nhiều duyên, và bất cứ duyên nào cũng lệ thuộc duyên khác. Ý thức được như vậy, ta không bị phiền nhiễu, vì tất cả hiện tượng đều chỉ là ảo tưởng sinh ra từ ảo thuật. Ở câu trước thì Ngài Tịch Thiên có nói, nếu ai đó cầm gậy đánh ta, vậy tại sao ta không sân hận với cây gậy? Vì chính cây gậy đã gây cho ta cơn đau tức thì mà. Thì lý luận của chúng ta sẽ là, thì tại vì cây gậy được thúc đẩy bởi người cầm gậy, nên ta phải nên giận người cầm gậy chứ. Ngài Tịch Thiên nói, đúng như vậy. Và vì người đó cũng bị thúc đẩy bởi sân hận, nghiệp lực và nhân duyên, nên Ngài nói, nếu như chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta sẽ thấy tất cả chỉ là ảo ảnh. Và khi chúng ta thật sự tư duy về điều này và hiểu được rằng tất cả cũng giống như là sự phản chiếu của tấm gương. Sự phản chiếu trong gương bị phụ thuộc vào khuôn mặt, ánh sáng, cái gương và có người nào đó nhìn vào gương, vân vân. Thì ra khỏi đó thì không có cái gì là phản chiếu hết. Không phải ở con mắt, không phải ở trên khuôn mặt, không phải ở trên gương, không nơi nào hết. Câu 32. Hỏi, nếu mọi vật là ảo thì ai chế ngự giận? Và nếu nói chẳng có ai thì cần chi trừ giận? Đáp, thật ra cần trừ giận, vì dòng thác nhân quả vẫn luôn luôn tiếp diễn, nhờ chế ngự được giận mà cắt đứt khổ đau. Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Có nhiều người không hiểu được cái khái niệm tánh không của Phật giáo nên mới đặt câu hỏi như vậy đối với chúng ta. Câu hỏi ở đây là, nếu như tất cả đều như là ảo ảnh, như là giấc mơ, vậy thì tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến điều đó? Tại sao phải ngưng giận? Tại vì không có lý do gì phải trừ giận hết. Vì cơn giận hay là cái hành động đưa đến sân hận cũng không hiện hữu, giống như là ảo ảnh mà. Ngài Tịch Thiên nói, thật sự đúng như vậy. Không có gì là thật sự hiện hữu hết. Tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau. Thì đó là nguyên nhân tại sao khi chúng ta cầu cho khổ đau được dừng lại và ta sẽ làm gì đó, hay ta loại bỏ nhân duyên của khổ đau, thì sự khổ đau sẽ ngưng. Không có gì là sai ở đây hết. Thì đây là thực trạng của hiện tượng, hay nói cách khác thì đây là sự vận hành của các pháp là như vậy. Tại vì nếu tất cả mọi sự vật đều đã được ấn định tồn tại thì chúng sẽ không phụ thuộc vào nhân duyên nữa, không phụ thuộc lẫn nhau nữa, thì chúng ta cũng sẽ không làm được gì hết.
Đó là lý do tại sao nhiều tôn giáo khác thường tin rằng ta không thể nào loại bỏ được sân hận, tham lam, vô minh, vân vân, vì đó là bản chất của loài người. Họ không tin vào nhân và duyên. Lần sau, nếu mọi người nổi giận thì hãy thử dừng lại cơn giận và suy nghĩ về nhân duyên của cơn giận đó. Khi nổi giận, hãy đi vào phòng riêng, đóng cửa lại, ngồi trên giường và suy nghĩ. Hãy suy nghĩ về nhân duyên bên trong, nhân duyên bên ngoài. Chúng ta sẽ nhận ra rằng càng hiểu ra vấn đề thì càng ít lòng tin vào cơn giận hơn. Nên lần sau có ai đó nói, nếu tất cả mọi thứ đều là trống không, vậy tại sao lại muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi? Thì câu trả lời của chúng ta sẽ là bản chất của tất cả mọi thứ là trống không. Vì lý do đó chúng ta muốn thoát khỏi ra sanh tử luân hồi. Vì tất cả mọi thứ phụ thuộc lẫn nhau, chúng không tự nhiên hiện hữu, không tự nhiên tồn tại, và đó chính là tánh không. Tánh không ở đây không phải là trống rỗng như vũ trụ. Thật sự tôi cũng không thể nhấn mạnh cái tầm quan trọng của tánh không được. Mọi người có thể nhẫn nhục vì văn hóa của mình, phong tục của mình. Mọi người có thể có lòng vị tha, có lòng khoan dung, có sự nhẫn nhục vì có sự hiểu, tâm từ bi hay là gì đi chăng nữa. Nhưng nếu mọi người có thể nhẫn nhục vì sự hiểu biết về nhân duyên, hiểu biết về tánh không, thì đây là nhẫn nhục tối thượng hay còn gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì nhẫn nhục như vậy sẽ từ từ trở nên nhẫn nhục siêu việt, vị tha siêu việt. Câu 33. Bởi vậy khi nhận thấy bạn thù muốn hại ta, hãy nghĩ là duyên sinh và giữ tâm thanh tịnh. Câu này được hiểu như thế này. Cho dù là kẻ thù, bạn bè hay người thân có hành vi sai trái đối với ta, và khi chúng ta thật sự tư duy và tin rằng tất cả những hành vi xảy ra mà họ làm đều là do cảm xúc của họ mà ra, từ tâm sân và tâm si của họ thôi. Hãy nghĩ như vậy và hãy cố gắng làm cho tâm an, cố gắng làm cho tâm hân hoan. Và quan trọng hơn hết chính là cảm xúc của chính chúng ta, tâm sân của chính chúng ta. Khi mọi người hành trì tu tập như đi nhiễu tháp, tụng kinh, trì chú, lễ lạy, cúng dường, trì giới hay làm gì đi chăng nữa, hãy hồi hướng công đức đó để có thể hiểu được điều này, có thể thấy rõ và hành trì theo đó. Nếu như chúng ta có thể hành trì phương pháp này thì tất cả những công hạnh của chư Phật sẽ đến với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không chịu hành trì theo phương pháp đó thì chúng ta sẽ không có gì hết. Trước mắt chúng ta không là gì, không có gì. Tôi cũng không có là gì, không có gì hết. Thì như vậy chúng ta chỉ giống như là một chúng sanh bình thường ở trong cõi sanh tử luân hồi vậy. Nếu mọi sự phát sinh do ý muốn con người thì thế giới an lạc bởi chẳng ai chọn khổ. Ở đây muốn nói là tại vì chúng ta sẽ cho là đúng là tất cả chúng sanh đều muốn hãm hại ta vì đây là những gì chúng ta làm mà. Thì Ngài Tịch Thiên nói không phải vậy, chúng sanh không muốn vậy vì chúng sanh thật sự không muốn tổn hại ta. Cái chúng sanh muốn là sự hạnh phúc. Nên khi tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc thì không có một ai sẽ làm tổn hại đến chúng ta. Và vì vậy Ngài Tịch Thiên nói, khi chúng ta nhìn nhận ra rằng không một ai có thể điều khiển được những gì đang xảy ra vì không một ai thật sự là hạnh phúc hết. Câu 36, câu 35. Vì vô ý tự hại bởi vật nhọn gai đâm, vì giận đói nữ sắc nên cấu xé lẫn nhau, chịu đói khát khổ sở, có kẻ lại tự tử như thắt cổ nhảy sông, hoặc uống những chất độc hay gây ra tội ác. 37. Dưới bạo lực ái dục, con người tự hủy mình, hủy cái thân quý báu,
Thế thì sao tránh khỏi làm hại những người khác? Ngài Thích Thiện nói, đây là những hành vi thông thường mà chúng sanh thường làm, đặc biệt là loài người. Có thể có những trường hợp chúng ta nổi sân với kẻ thù của mình. Nếu họ đã tìm ra được hạnh phúc đích thực, nhưng họ vẫn tiếp tục tổn hại mình. Nhưng trường hợp này không phải như vậy. Hãy nhìn bản chất của chúng sanh. Chúng sanh luôn bị khuấy động, bị phân tâm, bất cẩn. Vì sự bất cẩn của họ xuất phát từ vô minh, mà ngay cả họ có thể tự tổn hại chính bản thân họ. Họ tìm cách tự hại như bị đâm bởi vật nhọn. Nên nhớ, Ngài Tịch Thiên đang giảng cho 10.000 tăng chúng, nên Ngài nói về nữ giới. Nhưng ngược lại, nếu như Ngài giảng cho nữ giới thì Ngài sẽ nói về nam giới. Điều đó đương nhiên rồi. Nhưng cho dù là nam hay là nữ không quan trọng, mà quan trọng là nam hay nữ giới đều muốn tìm người bạn tình. Vì vậy mà ta sẽ cực kỳ ham muốn, ngay cả tự đâm chính bản thân mình để đạt được người đó. Người Việt có bao giờ phí thời gian đối với bạn bè, người yêu hay vợ chồng không? Mọi người nói, dạ chúng con có. Thầy nói, tôi cũng có. Tôi đã phí rất nhiều thời gian, rất nhiều những bài giảng của những vị đạo sư của tôi giảng, những bậc mà không một ai có thể so sánh được hết. Và tôi đã đánh mất những bài giảng dạy của các ngài. Các ngài đã tịch hết rồi, tại vì tôi đang đắm chìm trong tình yêu, hoàn toàn quên hết tất cả mọi thứ, quên quy luật của vô thường, nhân duyên, và ngay cả muốn làm lợi cho chúng hữu tình đều quên hết. Wow, đúng là một nhà ngục hoàn hảo. Chúng ta giống như những con gà được nuôi công nghiệp vậy, không biết làm sao để tự sinh tồn bên ngoài cái lòng. Thí dụ như chúng ta đang ở trong cuộc chiến tranh lớn đang xảy ra, và ta là người đưa tin, phải đến một nơi nào để truyền tin và có thể sẽ thắng được trận chiến này. Trên đường đưa tin, ta lại gặp một người mà làm cho ta mê đắm, dụ dỗ ta, và ta lại quên đi là mình phải đưa tin trên trận chiến. Và chiến tranh không thể ngừng, còn biết bao nhiêu chúng sanh đang gặp nguy hiểm tại chiến trường. Và ta là người chịu trách nhiệm đưa tin, mà giờ ta lại quên đi hết. Và rồi ta bắt đầu một cuộc sống mới trên con đường đi đó, thì cuộc đời này của ta sẽ ra sao? Tất cả những rắc rối lớn của thế giới này có thể giải quyết được bằng cách này hay bằng cách khác, nhưng chúng ta lại không muốn giải quyết chúng, tại vì chúng ta quá bận rộn làm những chuyện khác. Tôi cũng đã suy nghĩ đến điều này. Tôi nghĩ đến hiện tượng của tin tức thời sự và cách họ truyền tải đến cho người nghe như chúng ta. Khi tôi còn nhỏ thì tin tức thời sự chỉ diễn ra khoảng 30 phút trên TV trong một ngày thôi, và cũng không có tin giật gân, không có vấn đề tranh cãi, chỉ có đơn thuần người nam hay người nữ đọc lên tin tức của thế giới của ngày đó thôi, chỉ trong vòng 30 phút, vậy là xong. Nếu chúng ta có thể quay ngược lại thời gian thì chắc chắn chúng ta sẽ xử đẹp cái người mà có cái ý tưởng làm ra cái đài tin tức thời sự với tâm Bồ Đề nha. Vì đây là một thứ phát minh tệ hại. Vì thời bây giờ họ cố gắng hơn nữa để làm cho chúng ta phải coi cả ngày lẫn đêm. Nên tin tức thời sự bây giờ nói sự thật không thì chưa đủ. Vì con người không còn quan tâm nhiều nữa, nên họ phải làm ra những tin giật gân hơn. Tin tức càng xấu thì càng tốt. Càng nhiều tin tức tệ hại thì càng nhiều người xem. Chúng ta đang ở thời điểm của lịch sử là không có một đài truyền hình nào là trung thực hết. Chúng ta đang bị nhốt vào cái giường hay trên sofa ở trong một cái nhà chúng ta. Rồi xem tivi, đọc tin tức rồi bị sốc khó chịu.
Càng nhiều tin tức xấu, càng lo lắng, bức rứt thì càng làm ta có hứng thú muốn biết thêm chuyện gì sẽ xảy ra. Thì đây là chỉ là cái vòng luẩn quẩn càng lúc càng tệ hơn thôi, sẽ không bao giờ ngưng nghỉ. Đó là những điều chúng ta đang làm. Chúng sanh như những tù nhân đang ở trong ngục, nhưng lại bị đắm chìm vào cái roi để tra tấn. Cho dù cánh cửa có mở đi chăng nữa, nhưng họ cũng sẽ không muốn thoát ra. Thì đây là những gì Ngài Tịch Thiên nói, là vì một lý do nào đó, như họ theo tôn giáo hay theo cá nhân nào đó, có người thì thắt cổ, có người thì nhảy sông, có người thì uống những chất độc, có người ăn những thực phẩm không lành mạnh, không tốt cho sức khỏe. Chúng sanh tìm đủ mọi cách bất thiện khác nhau để tự làm hại bản thân. Nên Ngài Tịch Thiên nói, theo hướng đó mà chúng sanh tự tổn hại mình cũng bởi do phiền não mà ra. Thì tại sao họ lại không hại người khác được, trong khi ngay chính bản thân họ, họ cũng có thể tổn hại được kia mà. Đó chính là do nhân quả, nhân duyên mà ra. Câu 38. Kẻ điên vì ái dục luôn tìm cách tác hại, nếu không thương xót được thì đừng nên giận họ. Đây là câu quan trọng chính nè. Ngài Tịch Thiên nói, những chúng sanh hành động bất thiện là từ phiền não của chính họ, chứ không phải do bản chất tâm của họ muốn vậy, và cũng không phải họ được sanh ra để hành động tổn hại người khác đâu. Nhưng khi sân hận nổi lên thì chính họ còn làm bản thân mình tổn thương, thì huống chi đối với người khác. Ngài nói, chúng ta nên mở lòng từ bi đối với họ. Nhưng nếu không có lòng từ bi đối với họ thì ít nhất cũng đừng nên làm tổn thương họ. Những gì chúng ta đang học ở trong chương này, chúng ta sẽ không tìm những nơi nào khác mà dạy như vậy hết. Nội dung rất là chi tiết, phân tích về tâm sân và bồ đề tâm phải thể hiện như thế nào, nên bộ luận này rất đặc biệt. Dĩ nhiên là trong những giáo lý của Đức Phật cũng được những bậc đạo sư khác viết về cách đối trị tâm sân như thế nào, đối trị như thế này, đối trị như thế kia, vân vân. Nhưng không có chi tiết và hoàn toàn hoàn hảo như trong bộ luận này. Hãy nên đọc chương này nhiều lần, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cho dù mọi người không ai hay nổi sân nhưng cũng nên đọc. Còn đặc biệt đối với những người có tâm sân nhiều thì càng nên đọc chương này hơn. Câu 39. Nếu bản chất kẻ ấy là chuyên hãm hại người, giận họ cũng vô lý, khác nào giận lửa đốt. 40. Nếu bản chất họ lành, phạm lỗi vì vô tình, giận họ cũng vô lý, khác nào giận không khí bị nhiễm khói sặc sụa. Hai câu này thì chúng ta sau hai câu này thì chúng ta đặt câu hỏi. Thì tiếp tục, Ngài Tịch Thiên đưa ra lý do để thuyết phục cho chúng ta thấy. Ngài nói, vì rất nhiều nhiều người thường hay có suy nghĩ như thế này, là thế giới này là một nơi tồi tệ, đặc biệt về xã hội. Họ cho là xã hội ngày nay rất tệ hại. Nên Ngài Tịch Thiên nói, nếu như ta nổi sân với những kẻ mà bản chất của kẻ ấy là chuyên tổn hại người khác, ích kỷ, sân hận, vân vân, thì không có lý, cũng giống như là ta đang giận với lửa đang đốt cháy vậy. Còn nếu như bản chất của họ không muốn làm tổn hại người khác, nhưng do vì nhân và duyên sinh ra nên họ mới nổi giận, thì đây chỉ là trong nhất thời chứ không luôn luôn ở đó. Thì ta cũng đương nhiên không nên giận họ, tại vì họ giận chỉ trong nhất thời thôi. Có thể là họ nổi sân vì những chuyện họ đã đương đầu, vân vân. Thì nếu ta giận họ thì cũng giống như ta đang giận khói làm mù mịt cả bầu trời vậy. Mọi người có câu hỏi gì không?
Luân và Liên vẫn còn đang dịch 20 câu thơ của Bồ Tát Giới hay đã dịch sang lịch sử của Phật giáo rồi? Hay có tiến triển gì khác không? Luân nói, Liên thì đang dịch 20 câu thơ của Bồ Tát Giới, còn con thì bắt đầu dịch kinh Tưởng Niệm Tam Bảo cho Sắc Gia Muni Lam. Thầy nói, tốt lắm. Vậy còn Liên đang làm cái gì? Liên nói, con đang dịch 20 câu thơ của Bồ Tát Giới và cũng đang học cùng chung với mọi người về lịch sử Phật giáo trong Bodhisattva Project 2. Thầy nói, tôi thấy lịch sử Phật giáo rất quan trọng đối với mọi người đó. Có thể tôi nghĩ sai, nhưng tôi cảm giác như đa số chúng ta còn thiếu sót rất nhiều kiến thức về cuộc đời của Đức Phật. Nên rất là tốt là nên đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại nhiều lần. Tôi đang ở trong trạng thái là thấy tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, nhưng quan trọng là chúng ta phải làm cái gì đó, dù làm cái gì cũng được. Nhưng như thời tiết bây giờ, tôi để nước bên ngoài để cho mấy con ong nó uống, nhưng lại sợ có nước ở ngoài thì chúng sẽ bị đuối nước. Xin lỗi, nhưng lại sợ bỏ nước ở ngoài thì chúng sẽ bị đuối nước. Anh Vũ nói, hồi nãy thầy nói người đưa thư trên chiến trường giữa đường bị dẫn dụ bởi tình yêu đôi lúc, có phải thầy đang nói thầy không vậy? Thầy nói, tất cả mọi người luôn, không riêng gì ai. Tất cả những ai đã thọ Bồ Tát giới đều có thể rơi vào tình cảnh đó. Nếu như chúng ta tin Phật thì chúng ta phải tin rằng chúng ta đã sống vô số vô lượng kiếp rồi. Vô thủy vô chung, sự hiện hữu của chúng ta không có bắt đầu và chúng ta đã sanh ra trong vô lượng thế giới chứ không chỉ là ở thế giới này không. Ở trong tất cả các phương hướng trong 10 phương thế giới. Nếu chúng ta trở lại cả tỷ năm về trước thì vẫn không có sự bắt đầu. Và cho dù chúng ta có trở lại vô lượng vô số kiếp về trước thì cũng vẫn không có sự bắt đầu đâu. Trong tất cả các kiếp sống đó, chúng ta đã từng có cha, có mẹ, gia đình, bạn bè và đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã gặp một vị đã đạt được giác ngộ. Có những chúng sanh đang tiếp tục chịu khổ bởi thân và tâm trong sinh tử luân hồi, đang ở hiện tại hay trong tương lai, và chính tôi và mọi người cần làm một cái gì đó có ý nghĩa. Nhưng hiện tại chúng ta đang bị vướng hoàn toàn vào những thứ gì khác mà chúng ta đang làm. Để tôi cho mọi người một thí dụ. Ở tại Ấn Độ hay ở nhiều nơi khác trên thế giới này, mỗi năm đều bị lũ lụt. Nhưng con người vẫn sống tại chỗ đó, họ không dọn đi hay di chuyển đến những nơi khác để tránh những cơn lũ mỗi năm lại về. Họ vẫn biết là sẽ bị lũ lụt trong mùa mưa tới, nhưng họ vẫn xây nhà ở đó. Ok, chúng ta hãy tiếp tục với bài luận này vậy, ba câu kế. Câu 41. Khi bị đánh bằng gậy, ta oán người cầm gậy, song chính là cơn giận đã sai khiến họ đánh, vậy nên ghét cơn giận. 42. Xưa tôi làm khổ người, nay người hãm hại tôi đành phải nhận lãnh quả báo tôi đã gieo. 43. Vũ khí của kẻ kia và thân này của tôi, cả hai là nguyên nhân tác thành sự đau khổ. Kẻ kia có vũ khí, còn tôi có thân này, vậy phải giận ai đây? Thì ba câu này hình như tôi đã giảng sơ qua rồi, nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng phải nói thêm hơn. Ngài Tịch Thiên nói, khi ta bị đánh bằng cây gậy và làm chúng ta đau đớn, thì chúng ta lại không nổi giận với cây gậy, mà chúng ta lại nổi giận với người cầm gậy đánh ta. Rồi Ngài nói, nhưng hãy nhìn người kia đánh ta bằng cây gậy cũng không phải vì họ tự ý muốn đánh, mà bởi vì họ bị tác động bởi sân hận. Nên nếu như vậy thì ta nên giận với sân hận chứ không nên giận người cầm gậy.
Rồi Ngài Tịch Thiên nói tiếp, là chính chúng ta đây cũng không phải là hoàn toàn vô tội trong chuyện này đâu. Ta bị người kia đánh là vì ta ở tại nơi đó và cũng do nghiệp lực của ta mà ra thôi. Wow, chúng ta không thể nói điều này như thế này trong thời đại này được đâu. Nếu như có ai đó bị đánh hay bị hành hạ ngược đãi và ta đến nói với họ, chuyện xảy ra như vậy là do nghiệp lực bất thiện của bạn đã gây ở đời trước đó. Không, không thể nào nói như vậy được. Chúng ta sẽ bị tiêu tùng cho coi. Thời bây giờ chúng ta phải cho là người ngược đãi, người làm chuyện xấu là 100% sai. Tất cả các tội lỗi là của người đó. Nhưng nhân quả đã dạy cho chúng ta rằng tất cả những chuyện xảy ra là đều do từ cả triệu, cả tỷ nhân duyên hợp lại mà thành, chứ không phải chỉ do một nhân duyên mà ra. Nên Ngài Thích Thượng Thiên mới nói, tại sao người kia chỉ hãm hại ta thôi? Đó không phải hoàn toàn là vì nhân duyên ở bên ngoài không, mà cũng do nghiệp lực của chúng ta đã đưa đẩy ta đến đây. Câu kế còn khó tưởng tượng, kinh khủng hơn nữa. Ngài nói, khi ai đó đánh ta bằng vũ khí, thì vũ khí chiếm 50%, là nhân đã làm cho ta đau khổ, còn 50% lại thì là do chính thân này. Thật sự mà nói chúng ta không thể nói những điều này như vậy trong thời đại này được. Nhưng Ngài nói, tại sao? Tại vì nếu như chúng ta đã muốn sanh vào cõi sanh tử luân hồi thì phải có thân, nên chúng ta sẽ phải chịu khổ bởi thân, nên chắc chắn 50% lỗi kia là do ta có thân này. Hãy tưởng tượng chúng ta nói trước mặt người mà bị đánh bằng gậy thì sẽ như thế nào đây? Hãy tưởng tượng ví như Đức Phật ở thời đại này nói những lời này bây giờ thì sao? Thì báo chí, truyền thông sẽ truyền tin, sẽ viết như thế nào? Họ sẽ viết rằng Đức Phật nói đó là do lỗi của nạn nhân khi bị người hãm hại. Đó sẽ là tựa đề nóng của bài báo đó. Thì đó là những gì đang xảy ra hàng ngày như vậy đó, ở thời buổi này. Nhưng khi chúng ta bỏ cảm xúc của mình qua một bên và hãy suy nghĩ theo nguyên lý nhân duyên, nhân quả, sự sống sau khi chết, thì Ngài Tịch Thiên đã nói đúng. Phân nửa nhân duyên là đến từ vũ khí và phân nửa còn lại là đến từ thân này của ta. Nhưng thời buổi bây giờ, mọi người đừng nên đi nói với những người xung quanh đang bị đau khổ là bởi vì do nghiệp lực quá khứ của họ mà ra, sẽ không giúp ích gì được cho họ đâu. Cho dù là người Việt đi chăng nữa, họ đã sống nhiều năm hay sanh ra ở phương Tây này, tuy họ nhìn giống người Việt nhưng đừng vì vậy mà nói thế cho họ nha. Hãy chờ đến cuối cùng rồi hãy nói, hãy chờ đến chuyện đã qua rồi mới nói. Khi chúng ta thực sự tư duy về điều này thì chúng ta sẽ thấy quả thật là như vậy. Không có vũ khí thì ta không bị đau khổ. Không có thân này của ta thì ta cũng sẽ không bị đau khổ. Vậy thì ta phải giận ai đây? Hai câu kế tiếp. Câu 44. Thân như vết thương nhẹ, thân như vết thương nặng, chạm nhẹ cũng đau điếng, mù quáng tôi ôm giữ. Thử hỏi khi nó đau, tại sao tôi tức giận? 45. Tôi không muốn khổ đau, nhưng vì sự ngu muội mà tạo ra nguyên nhân, gây nên sự đau khổ, đó là lỗi của mình, sao lại giận người khác? Ngài nói, thân này giống như là một vết thương lớn vậy. Như một vết thương mà bị lở loét ra, da đã bị tróc ra, thì ai mà đụng đến vết thương như vậy thì đều bị đau hết. Nên Ngài mới nói, thân này của chúng ta như một vết thương lớn bị lở loét vậy, mỗi nơi, mỗi chỗ đều bị đau đớn khi bị một vật gì đụng đến. Nên một vũ khí khi đụng đến thân này,
tức phải đầu. Và đó chính là ta. Ta chính là người nắm giữ cái thân này cho chính ta, chứ kẻ thù không có làm gì hết. Chính ta bởi vì nghiệp của quá khứ mà sanh vào bào thai mẹ, và khi bào thai đó phát triển thành cái thân thể, và chính ta bám víu vào cái thân thể đó, rồi ta trở thành cái thân đó. Ta không thể tách rời ra khỏi cái thân. Mọi người còn nhớ cái thí dụ mà tôi có nói qua không? Là mỗi năm đều bị lũ lụt, nước dâng lên làm sông ngập lụt. Nhưng những người ở đó lại cứ muốn sống cạnh dòng sông, nên phân nửa là lỗi của họ. Nên ta phải nên giận ai đây? Ngài Tịch Thiên nói, trẻ con, ý Ngài nói ở đây là chúng sanh. Không ai muốn khổ đau, không một chúng sanh nào muốn đau khổ hết. Nhưng bây giờ họ lại bám chấp vào cái thân gây ra sự khổ đau, nên chính ta đây đau khổ, chính vì cái chấp của riêng mình, sự suy đồi của mình. Vậy tại sao ta phải đổ lỗi cho người khác, rồi ta phải đổ lỗi cho ai đây? Câu 46. Chính hành động của tôi đã tạo nên địa ngục và rừng kiếm núi đao, vậy nên giận ai đây? 47. Chính hành động của tôi đã khiêu khích người khác và khiến họ hại tôi, họ bị đọa địa ngục, vậy tôi đã hại họ. 48. Nhờ những kẻ hại tôi mà tôi tu nhẫn nhục, trừ được nhiều tội lỗi, vì tôi đã nhẫn nhục nên họ xa địa ngục, chịu đau khổ lâu dài. 49. Chính tôi làm hại họ, khi họ làm lợi tôi, sao tôi còn lật lọng, hỡi cái tâm hồ đồ. Đây quả đúng là những câu rất sắc bén, phân tích rất sắc bén. Những câu này là dành để chúng ta tư duy, thiền quán, chứ không phải chỉ dành để đọc rồi nghe không thôi. Ngài nói, nếu như ta không có nghiệp để tạo ra đau khổ như vậy, thì không một ai có thể tổn hại ta. Ngay cả trên thế giới này có hơn cả tỷ người, nhưng không ai bị đau khổ như ta đang bị như vậy. Tại sao vậy? Nguyên nhân là tại vì do biệt nghiệp hay là nghiệp riêng quá khứ ta đã tạo. Nếu như ta không có tạo nghiệp của quá khứ để bị đau khổ, thì người muốn tổn hại ta bây giờ sẽ không làm tổn hại ta được. Vì người ta không muốn tổn hại người khác mà chỉ làm tổn hại ta thôi. Theo như Ngài Tịch Thiên thì bằng cách này như là do nghiệp bất thiện của chính ta đã chiêu cảm, điều khiển người khác làm tổn hại chính mình, tức là 50%. Wow, những lời này chúng ta không có nơi nào nói với những người xung quanh được. Những lời này chúng ta không nên nói với những người xung quanh được. Họ sẽ nghĩ là chúng ta đang bị khùng điên đó. Ngài Tịch Thiên nói, do nghiệp của chính ta tạo ra đã thúc đẩy người khác làm hại ta. Và bối cảnh này thì Ngài có đưa ra ví dụ, Ngài nói, bây giờ hãy tự nghĩ, bây giờ ta đang tích lũy nghiệp bất thiện, và ta sẽ bị sinh vào địa ngục, rồi ta bị đau khổ nơi ấy. Ai là người đã đưa những lính canh địa ngục đến để hành hạ ta? Ai đã trồng những cây có lá bằng sắt như lưỡi kiếm? Không có một ai trồng hay tưới nước cho những cây đó hết. Không có ai mướn lính canh địa ngục để hành hạ ta hết đâu. Tất cả đó đều là do nghiệp của ta đã tạo ra. Nên ta phải giận ai đây? Khi người khác tổn hại ta bởi nghiệp lực của ta, nghiệp bất thiện của chính ta đã thúc đẩy họ hại ta, thì chính họ cũng tích tụ nghiệp bất thiện để sinh vào địa ngục. Vậy có phải ta là người đã hủy hoại họ hay sao? Ngài nói, nếu như chúng ta thật sự suy nghĩ lại, thì dù sao cũng phải có người chịu đau khổ. Nhưng nếu chúng ta có thể thực hành vị tha và nhẫn nhục, thì người kia đến làm tổn hại ta với tâm sân hận,
giận dữ thì người đó không tránh khỏi sẽ lãnh hậu quả đau khổ. Chúng ta không thể giúp gì được cho người đó hết, nhưng còn chính bản thân ta đây, nếu như ta đánh lại, trả đũa lại hay có lòng vị tha, nếu như ta có lòng vị tha thì dựa trên người đó ta sẽ tích lũy rất nhiều công đức. Nhưng ngược lại, bởi do chính ta mà họ sẽ bị đọa địa ngục. Thực chất là do nghiệp lực của chính mình mà ta đã hại họ, và họ là người đem lại lợi ích cho ta. Bởi vì ta thực hành lòng vị tha và tích lũy rất nhiều công đức, thay vì biết ơn đối với họ, nhưng ta lại nổi sân và muốn làm tổn họ, tổn hại họ lại. Câu 50. Nhờ tâm được thanh lọc, tôi không đọa địa ngục, tôi đã tự cứu mình, kẻ kia được thứ chi? 51. Nếu ăn miếng trả miếng, tôi chẳng cứu vớt họ, họ phải chịu đọa đày, còn tôi thì thất bại trên con đường tu tập. Ngài nói, nếu như ta có được cái tâm tốt, tâm sáng suốt, thì ta sẽ không bị sinh vào địa ngục. Nếu như chúng ta tự bảo vệ tâm của mình, tâm của chính mình, thì những chuyện xấu sẽ không xảy ra với chúng ta trong tương lai. Nhưng nếu như chúng ta có tâm muốn trả đũa lại, thì không những chúng ta không bảo vệ được chúng sanh đó, mà chính bản thân mình lại đánh mất giới của Bồ Đề Tâm, thì chính ta cũng bị sinh vào cõi địa ngục. Vậy thì cả hai bên đều phải chịu khổ, và đương nhiên những chuyện như vậy sẽ cứ tiếp tục diễn biến hoài như vậy ở trong những đời tương lai, bởi do nghiệp lực của mình. Nhẫn nhục qua nhận thức thực tại. Câu 52. Tâm không có hình thể nên không bị tổn thương. Nếu bám chắc vào thân, khi thân này đau khổ, tâm sẽ bị khổ đau. Bây giờ đây, Ngài Tịch Thiên đang chỉ cho chúng ta thấy, thường thì khổ đau của chúng ta phát sinh ra là vì chúng ta bám chắc vào cái thân này. Ngài nói, vì cái tâm không có hình thể nên không ai có thể làm tổn hại được, không có ai có thể đụng chạm được cái tâm. Nhưng vì cái tâm luôn bám chắc vào cái thân, và cái thân là có hình thể, vì vậy mà sẽ bị tổn thương. Thì bây giờ Ngài đang thuyết phục với cái tâm, vì cái tâm nổi sân chứ không phải là cái thân, và tâm không thể bị tổn thương. Câu 53. Lời khinh khi thô ác, tiếng mắng chửi vu oan, không làm hại thân ta, sao tâm lại nổi sân? Trước tiên thì Ngài nói về những lời nói tổn hại, khi ai đó không có sự tôn trọng, nói những lời thô ác, nói những lời mà ta không muốn nghe, như phao tin đồn về mình vân vân. Ngài Tịch Thiên nói với tâm mình là, nhưng đó chỉ là những lời nói thôi mà, những lời đó đâu có đụng chạm đến thân này đâu, những lời đó đâu có làm tổn hại đến thân này, vậy thì tại sao ngươi lại nổi giận? Đây là Ngài đang nói với cái tâm của chính mình. Thì ta sẽ nói rằng, tôi không thích, tôi rất ghét khi có người ghét tôi. Ngài Tịch Thiên nói. Câu 54. Có kẻ dèm pha ta, nhưng sự không ưa ấy, từ nay đến đời sau, có cắn xé ta đâu, sao ta ganh ghét họ? Ngài nói, ừ, thì nếu như họ không thích mình, họ ghét mình, nhưng sự không ưa đó hay ghét đó đâu có đụng đến mình đâu, có ăn mình đâu. Đời này đến đời sau vậy, tại sao ta lại phiền lòng nhiều như thế? Câu 55. Nếu ta ganh ghét họ vì sợ mất lợi lộc, lúc chết lợi cũng mất, nghiệp ác vẫn còn hoài. 56. Tốt nhất thà chết sớm hơn sống làm nghề ác, sống lâu đâu thoát được khổ đau của cái chết. 57, 58. Hai người nằm chiêm bao, kẻ thấy vui trăm năm, người sướng trong khoảnh khắc, nhưng khi bừng tỉnh giấc, hạnh phúc đều biến tan. Cuộc đời như giấc mộng, dù tuổi thọ ngắn dài, khi sinh mạng chấm dứt, hạnh phúc đều tiêu tan. Chúng ta nghĩ, ừ, thì người kia nói xấu mình, đi phao tin đồn xấu về mình,
không làm tổn hại được thân nhưng lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng và đến công việc mà ta đang làm và gây tổn thất cho ta, thì đó là điều ta đang quan tâm tới. Ngài Từ Thiên nói, hãy ngưng lại, hãy nhìn lại những gì mới là quan trọng nhất. Tài sản, việc làm, vân vân, tất cả những thứ đó ta đều bỏ lại hết lúc ta chết. Nhưng nghiệp lực sẽ cứ tồn tại với ta hoài. Hãy cho là lời đồn, lời nói xấu đó không đúng sự thật đối với ta, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, đến lợi lộc của ta. Ngài Từ Thiên mới nói, cho dù những lời đồn đó không đúng đi chăng nữa, tại sao phải nổi sân? Và cho là chuyện tin đồn là sự thật đi, sự thật là ta đã lừa dối người khác, làm hại người khác vân vân. Thì Ngài Từ Thiên nói đây là cho những hành giả tu tập, là Bồ Tát muốn làm lợi cho chúng sanh chứ không phải cho người bình thường. Là nếu sống như vậy, sống mà lừa dối, vẫn gạt mọi người thì tốt nhất là chết sớm, còn hơn sống lâu theo tà mạng. Chúng ta sẽ nghĩ là cái gì? Tốt nhất là chết sớm còn hơn sống tà mạng. Chúng ta lại không chấp nhận được điều đó. Vì chúng ta luôn nghĩ là quan trọng nhất là chúng ta thích sống thọ hơn. Ngài Từ Thiên nói, cho dù ta có sống thọ đi chăng nữa, thì cái đau, cái khổ của sự chết đều giống nhau. Ngài nói thí dụ như thế này. Có người đang mơ giống đến 100 năm, sống đến 100 năm và rất hạnh phúc. Và họ tỉnh giấc. Và có người khác cũng đang mơ trong chốc lát, thời gian rất ngắn, nhưng cũng hưởng được hạnh phúc và rồi cũng tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc thì tất cả đều như nhau. Tất cả những niềm vui, kinh nghiệm vân vân đều biến mất. Khi chúng ta chết, cho dù ta sống với tuổi thọ dài hay tuổi thọ ngắn, sau khi chết tất cả mọi thứ đều giống nhau, đều biến mất. Chúng ta lại dời đi nơi khác. Câu 59. Dù tiền rừng bạc biển, dù lạc thú lâu dài, lúc chết tay trống trơn, mình trần như bị cướp. Ngài Từ Thiên nói y chang như vậy đó. Cho dù ta có sống lâu, ăn miếng trả miếng với người làm tổn hại ta, phao tin đồn về người vì họ đi phao tin đồn về ta, hành những việc mà người người thường làm và tích góp rất nhiều tài sản theo cách đó, thì đến lúc lâm chung ta sẽ ra đi với mình. Ta sẽ ra đi với mình trần thân trụi, đi với hai bàn tay trắng, giống như là bị cắp và cướp về. Được rồi, chúng ta ngưng tại đây nha. Và xin cảm ơn tất cả mọi người vẫn còn tiếp tục thích thú với bộ luận này. Hãy nên nhớ, mọi người không phải học từ tôi, mà là học từ Ngài Tịch Thiên Sanditeva, là một bậc rất đặc biệt. Còn câu hỏi nào nữa không? Phượng nói, thầy nhìn như rất mệt hôm nay. Thầy nói, tôi lúc nào cũng mệt hết vì lối sống không lành mạnh. Đây là điều rất là đặc biệt đối với mọi người. Nếu như đây là lần đầu tiên mọi người đã học đến chương thứ 6 và cũng rất đặc biệt đối với tôi. Nghe những điều như không có ai có sự tự do, cây gậy được sử dụng bởi người, người được sử dụng bởi sân. Sân được chế tác bởi nhân và duyên, tất cả đều xoay vòng theo nhân duyên như vậy. Một điều rất hoàn hảo, rất tuyệt vời đối với tôi khi lần đầu được học. Và những gì chúng ta học ở phần cuối hôm nay là nói về những lời nói không có ý nghĩa gì hết. Thọ mạng ngắn hay dài thì cũng như nhau thôi. Rồi chúng ta hồi hướng nha.
Nhờ ông đừng đẩy nguyện cho chúng sanh bước vào thiền đạo, chuyển thân nghiệp chướng, vượt thoát trùng khơi, biển rộng luân hồi, sinh lão bệnh tử, nguyện cho bồ đề tâm nơi nào chưa phát triển sẽ nay sinh lớn mạnh, nơi nào đã phát triển sẽ tăng trưởng không ngừng, không bao giờ thôi chuyển, bao giờ không gian còn, chúng sanh còn, nguyện con còn ở lại, xua tan khổ nạn cõi thế gian.